Thưa quý vị, thực hiện đề án của Bộ Công an về việc bổ nhiệm công an chính quy, đảm nhiệm chức danh công an xã, tuần qua, Công an tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng công an chính quy, đảm nhiệm chức danh công an xã cho 80 cán bộ đang công tác tại công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đại tá Bùi Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đến dự và chỉ đạo tại buổi lễ khai giảng. Trong thời gian diễn ra lớp học, 80 cán bộ nằm trong diện quy hoạch chức danh công an xã đang công tác tại công an các đơn vị địa phương được báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề về công tác quản lý nhân hộ khẩu, công tác quản lý người nước ngoài, kỹ năng xử lý tình huống, tình báo tố giác về an ninh trật tự, công tác phòng chống cháy nổ, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa bàn cơ sở. Lớp bồi dưỡng này được tổ chức nhằm giúp các cán bộ chiến sĩ củng cố, cập nhật kiến thức để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các học viên tham gia lớp học cần nghiêm chỉnh chấp hành nội quy lớp học, tích cực nghiên cứu, thảo luận, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm từ thực tiễn công tác nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.